Kính thưa quý vị, một thủ thư tại Hungary tìm ra bản nhạc nguyên bản của Mozart, tin từ Hungary. Bộ phận sưu tập âm nhạc tại Thư viện Quốc gia Széchenyi, Hungary vừa tình cờ phát hiện ra một bản nhạc nguyên gốc của Mozart lẫn trong đống giấy tờ ít giá trị. Sau khi nhận ra nét chữ của nhà soạn nyạc thiên tài người Áo, ông Balázs Mikulcsi đã nhanh chóng nhờ đến sự giám định của các chuyên gia nghiên cứu về nhạc Mozart trên thế giới và họ đều khẳng định đây chính là bản nhạc do chính nhà soạn nhạc này viết. Bản nhạc 4 trang này là bản Sonata cung la trưởng dành cho piano, một trong những bản Sonata nổi tiếng nhất của Mozart. Nguyên nhân bản nhạc này lưu lạc đến Hungary vẫn chưa được làm sáng tỏ. Sinh thời, Mozart chưa bao giờ đến Hungary, nhưng những nhà nghiên cứu Hungary thì lại có thời gian sống ở Vienna khá lâu, một trong số đó phải kể đến nhà sáng lập của thư viện. Việc phát hiện ra bản gốc đã thất lạc từ 200 năm nay đã mở ra cơ hội cho các nhà nghiên cứu cơ hội tiếp cận với nguyên bản của bản nhạc, kiểm chứng lại những tranh cãi lâu nay giữa giới chơi nhạc và những khiếm khuyết của các bản sao. Sắp tới, bản nhạc sẽ được đưa về Budapest và sẽ được trưng bày trước công chúng trong vài tháng tại thư viện.